À, chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà quay lại với kênh Song Anh Vlog. À, tiếp tục series cơm về vợ nấu á cả nhà. À, hôm nay bà xã mình ở dưới quê nấu món canh chua bằng trái bằng á cả nhà, nấu với cá lóc, với tôm, bông sau đũa. Mời cả nhà theo chân vợ mình đi hái trái bằng nha cả nhà. Cái bông bần nha mọi người, chừng nào nó rụng hết cái này nó mới bắt đầu thành trái nha. Đây cho mọi người xem đây, cỡ vậy là trái nó trọng trọng nè nè, đây nữa nè, còn cỡ về thì nó bự rồi nha cả nhà. Trái này là chín thì mình hái vô mình nấu canh ăn được rồi nè. Đây, nó chín thì nó sẽ chuyển qua cái màu hơi trắng trắng xíu nè mọi người, còn mấy cái trái sống thì nó còn xanh nè. Đó, nhà em hay ra hái trái này vô để mà nấu canh chua ăn lắm nha. Để kiếm thêm coi còn trái nào nữa không. Wow, phía trên đây trái quá trời trái luôn nè mọi người. Wow, em phát hiện đây có một trái chín nữa nè nha. Trên đó còn một trái nữa nè cả nhà. Ui bự quá. Đây nữa nha. Trái này là trái chín nè. Thử nó thơm dữ lắm nhưng mà nó chua dữ lắm nha. Em chỉ dùng để nấu canh chua ăn thôi. Đây đây, mẹ tôi đổ đục đi về tới nè nha mọi người. Đó. Nhìn vậy chứ đây lên đó cũng xa dữ lắm nha. Giờ tôi đang đứng đợi mẹ tôi coi có đổ được cá hay tép gì không nè. Sáng nay đổ được nhiêu đây nè. Nay cá thì không có mà tôm với tép thì bao la. Mấy con tôm càng này nhìn vậy chứ nó già hết biết rồi nè, nó ôm trứng rồi nè. Còn con này gì mình, trời ơi con này nó đen thui luôn trời. Con nào cũng có trứng hết trơn ha. Nhiêu đây đủ nấu canh chua rồi, với con cá lóc hôm qua. Cá lóc là cá lóc thiên nhiên luôn á mọi người. Mình đập rọ cái trời mưa á, nó đi vô rọ là sáng mẹ em đổ ra bắt được nè. Đây là cái rổ rau lát em nấu canh chua nha cả nhà. Hôm nay em nấu canh chua với bần nha. Bần này em mới hái đem vô nè. Đây là cá với tép nấu canh chua nha. Còn đây là mớ cá chừa lại đem lát khô khô ăn chung với canh chua. Bông sô đũa này mới hái trên cây xuống nó tươi chăng luôn trời. Mới sạch trên cây rồi. Còn tươi chăng luôn. Canh chua cá lóc tép bông xua đũa ngọt liệm luôn. Mà này sẵn có con cá lóc rồi mừng luôn. Đi rộng lâu ngày nó bị ướt. Cá này giờ em mớp để đây nha, một lát nấu canh chua xong mới bắt đầu quay qua thò cá. Thấy ít gì chứ nhiều để ăn với canh chua là được bữa cơm sáng rồi đó. Đây bây giờ trái bằng nó rụt rồi nha cả nhà, giờ em sẽ lấy cái rổ em chắc nước chua của nó ra để mà nấu canh chua nha. Giờ đem gia vị nha, xíu bột ngọt, muối, ớt. Một muỗng đường, thêm tí nữa để bằng cái chua. Sẽ bỏ cá với tép vô nấu nha cả nhà. Ở dưới quê nhưng mà ăn đồ tươi không nha cả nhà. À, cá tép với mà tôm là mình mới bắt lên không luôn nha, rất là tươi luôn. Còn rau thì xung quanh nhà đều có nha. Cái con sô đũa này mí cho cả nhà biết là bà xã mình qua cái vườn kế bên của người ta xin.
xong rồi, giờ mời cả nhà ăn cùng với bà xã mình nha. À, bữa cơm quê thì chỉ như vậy thôi nha cả nhà, nhưng mà rất là ngon nha. Đồ thì rất là tươi, bảo đảm luôn nha. Cả nhà xem kênh thấy hay hữu ích thì cho vợ chồng mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.